tại vì anh đến từ cái hội từ thiện, hôm nay là anh livestream cho tất cả mọi người xem, rất là nhiều người theo dõi nên là mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ cho em. Thôi, chụp bài đi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Khải. Và nếu mọi người có theo dõi cái trang Facebook của mình á, thì các bạn cũng biết mình hôm nay đến đây là để thăm cô Lan, một người có hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ cô ơi, chào cô. Con là Khải nè cô, con đến từ hội từ thiện nè cô. Dạ, thì bây giờ con đang muốn mọi người chung tay giúp đỡ cô á, thì cô có thể nói cho mọi người biết ở trên cộng đồng mạng là hoàn cảnh với lại cuộc sống của cô, để cho mọi người có thể cảm thông và giúp đỡ cô không cô? Cô nói gì? Nói vô đây hả? Dạ dạ dạ, cho cô nhìn vô đây, cô nói là cô, nhìn vô đây nói hả? Đúng rồi. Khổ dạ. Lắm mọi người ơi. Dạ. Trước á, tôi cũng có một căn nhà che nắng che mưa, nhưng mà tự nhiên cái ông chồng tôi ông đổ bệnh, bao nhiêu tiền bạc tôi chạy đi tan thuốc cho ông hết mà cũng không đủ nữa, phải bán luôn cái căn nhà. Vậy mà ông cũng không có qua khỏi nữa, ông bỏ tôi ông đi rồi. Giờ tôi còn có một mình nè, nhà cửa không có, không có cái gì hết. Rồi các bạn thấy chưa, hoàn cảnh của cô Lan bây giờ rất là tội nghiệp, nên là mình đến từ một cái hội từ thiện như vậy á, mình muốn mọi người chung tay giúp đỡ cô Lan. Thì nếu mà mọi người á muốn giúp đỡ thì số tài khoản của mình á, mình để ở dưới status này nè, đó mọi người có thể chuyển tiền bao nhiêu cũng được. Như vậy nha mọi người, cảm ơn mọi người. Cảm ơn cậu dạ, nhiều cô, lắm. Cô đừng lo, khi nào mà tiền của cộng đồng mạng á, gửi về con sẽ gửi cho cô. Cô đừng lo nữa nha, cô đừng khóc nữa nha cô nha. Cảm ơn cậu tốt quá. Cô, này bánh mì ngon lắm. Cô nè. Bánh mì. Tôi mang ơn cậu, không biết là bao nhiêu đó. Cậu ơi, tôi mang ơn cậu lắm đó, cậu ơi. Cậu này nè. Dạ. Không có quay phim, không có giới thiệu, xin tiền. Nhưng mà cậu biết cô á, là trước đây á, cô hay ngủ ở ngay cổng bệnh viện đó. Cái cậu thương, cậu tới á, cậu cho đồ ăn thức uống hoài à. Thương lắm. Cảm ơn cậu nhiều nha cậu. Cô ăn từ từ để nghẹn cô. Cảm ơn anh nhiều nha. Nếu mà có cần gì hỗ trợ á, thì anh cứ nói tôi. Thấy anh làm vậy tôi cũng vui lắm. Có gì anh cho tôi tham gia với nha. Ok, chuyện nhỏ mà. Có lần sau á, tôi có livestream thì tôi hú. Ha. Thì cô ăn từ từ thôi nha cô. Dạ, từ từ nha cô. Cảm ơn. Khi nào mà có tiền á, con gửi cho cô liền. Cô đừng có lo. Tốt nha cô á. Không có gì đâu cô, anh ấy cũng là người tốt mà. Cô uống nước đi, để ăn bánh mì khô quá. Xin chào tất cả mọi người, mình là Khải đây. Và hôm nay mình sẽ đến một hoàn cảnh khác, cũng khó khăn, không thua gì cô Lan ở lần trước. Và hôm nay mình muốn đến đây để kêu gọi mọi người một lần nữa chung tay giúp sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Mình đang ở trong một cái con hẻm rất là chật hẹp. Ở đây dường như là mọi người rất là nghèo khó. Thì mình đang đến nhà của bạn Trân. À đây là mình thấy Trân nè. À em ơi, em có phải là Trân không? À thì anh đến từ hội từ thiện, thì anh đến đây á để cho mọi người biết được hoàn cảnh của em, để mọi người có thể giúp đỡ cho em. Em có thể chia sẻ hoàn cảnh của em cho mọi người biết được hay không? Dạ được. Em sinh ra trong một gia đình không có được may mắn như mọi người. Ba mẹ em mất từ sớm, em chỉ có một người thân duy nhất là bà em thôi. Nhưng mà giờ bà em cũng nhập viện, cần một số tiền lớn để phẫu thuật gấp.
giờ em không biết phải làm sao kiếm được số tiền đó cho bà em nữa. Em đừng lo, tại vì anh đến từ cái hội từ thiện, hôm nay là anh livestream cho tất cả mọi người xem, rất là nhiều người theo dõi, nên là mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ cho em. Và mọi người cũng biết được cái hoàn cảnh của bé Trân rồi đó. Thì hôm nay mình đến đây là để cho mọi người biết được cái sự khó khăn của bé Trân. Mọi người nếu mà muốn giúp đỡ cho bé Trân á, thì mọi người hãy gửi tiền vào số tài khoản mà mình để ở dưới status. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người. Cho tôi đóng góp chứ. Ủa? À, anh là... Tôi là cái người hôm bữa anh livestream mình chỗ cô Lan đó. À, nhớ. À, cái số tiền mà hôm bữa livestream bên cô Lan đó, anh chuyển cho cô Lan chưa? Thật ra thì hôm bữa livestream đó, kiểu ít người theo dõi quá nên là tiền cũng không được nhiều hết, nên là tôi định để nhiều và sau đó chuyển một lượt luôn. Cái số tiền đó nó đối với tụi mình đó thì nó không bao nhiêu, nhưng đối với những người như cô Lan á thì nó rất là quý. À, tôi nghĩ là anh nên chuyển cho cô Lan đi, không cần phải nhiều hơn đâu. Ừ, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ đưa cho cô Lan. Lần sau? Đúng rồi. Hay là anh đã mang nó đi ăn chơi nhậu nhẹt hết rồi? Mày nói vậy là sao? Thôi, đặt bài đi. Em thấy không? Làm cái này á, kiếm tiền dễ lắm. Dân chúng bây giờ thích từ thiện lắm. Thấy từ thiện là bay vô đưa tiền à. Mình có làm cái gì đâu. Đó, mình chỉ cần thu tiền thôi. Xong. Sống trên đời là phải biết động não, quan trọng là có nhiều mẹo hay không thôi. Nhưng mà anh làm vậy không sợ bị phát hiện không? Phát hiện làm sao mà được. Anh livestream tiền nhận được bao nhiêu chỉ có một mình anh biết. Anh có đưa cho người ta hay không cũng có một mình anh biết thôi. Nếu mà đơn giản như vậy thì em tham gia. Mày theo dõi tao làm cái gì vậy? Theo dõi? Tôi theo dõi anh đâu bằng mấy cái việc mà anh đã làm. Thật ra tôi chỉ là người thấy chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ thôi. Mà theo tôi biết á, cái chuyện này bất bình cũng lâu đó. Mày định làm gì tao? Làm gì hả? Tôi cho mọi người hai lựa chọn. Một là tôi báo công an. Hai là mọi người phải đăng lên Facebook xin lỗi tất cả mọi người và nói đây là sự lừa đảo. Ok. Xin lỗi đi. Thôi được rồi, được rồi. Tôi sẽ đăng lời xin lỗi đó trên trang cá nhân của tôi. Và sau này tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nói cho anh chị biết, đừng bao giờ kiếm ăn sự đau khổ của người khác.